Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Nhiều mẫu xe sẽ ra mắt thị trường trong tháng 8 này. Audi Q3 và Lincoln 01 đã ra mắt trong tháng 8. Chính phủ vẫn chưa quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ. Trên Ghế nóng, gặp gỡ khách mời Lê Tùng Anh với chủ đề: sẽ thế nào nếu các hãng xe Trung Quốc bắt tay tại Việt Nam? Mini game cuối chương trình với nhiều phần quà hấp dẫn. Sau đây sẽ là phần tiêu điểm nóng. Nhiều mẫu xe sẽ ra mắt thị trường trong tháng 8 này. Ngày 20 tháng 8 thì hãng xe Trung Quốc GAC sẽ ra mắt thị trường Việt Nam với bộ đôi MPV M8 và SUV GS8. Cùng thời điểm, Suzuki sẽ ra mắt XL7 Hybrid. Đây là mẫu xe thay thế cho chiếc Ertiga Hybrid đã dừng bán và dự kiến sẽ là chủ lực doanh số của hãng xe Nhật trong thời gian tới. Ngoài ra, một tân binh khác sẽ ra mắt trong tháng 8 là MG7 với nhiều kỳ vọng về vị thế của hãng xe Trung Quốc. Trước đó thì hai mẫu xe đã ra mắt thị trường Việt Nam là Lynk & Co 01 2024 đã thêm 28 tính năng, giữ nguyên giá bán 999 triệu đồng. Hãng xe Trung Quốc cho phép khách hàng được đổi mới miễn phí nếu đã mua phiên bản cũ. Audi Q3 2024 cũng đã chính thức được bán ra với giá 1,89 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ dung tích 1.4 lít cho công suất 150 mã lực, mô men xoắn 205 Nm và hộp số tự động 7 cấp, dẫn động cầu trước. Audi Q3 sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ cùng với những cái tên khác như Volvo XC40, BMW X1 hay là Mercedes-Benz GLA. Trong khi đó, cho đến nay thì chính phủ vẫn chưa quyết định sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ. Sau nhiều động thái cũng như dự thảo và dự định thì cho đến nay chính phủ vẫn chưa ban hành nghị định về việc giảm lệ phí trước bạ 50% đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Điều này gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khi người dùng mua xe để chờ giảm lệ phí trước bạ nên chưa đăng ký biển số. Anh Nguyễn Phúc Khánh đến từ Thái Bình mua chiếc Honda CR-V từ ngày 15 tháng 6 nhưng đến nay đã 2 tháng anh vẫn chưa thể đăng ký biển số. Vì vậy, mỗi khi cần đi xa, anh Khánh sẽ lựa chọn thuê xe tự lái và để chiếc Honda CR-V ở nhà. Theo ước tính, nếu được giảm 50% lệ phí trước bạ, người dùng có thể tiết kiệm từ 25 triệu đồng. Đối với một số mẫu xe hạng sang như BMW hay là Mercedes-Benz, số tiền này có thể lên tới 150 đến 250 triệu đồng. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế và trong số phát sóng đầu tiên trên HTV9, chúng ta sẽ cùng bàn luận với vấn đề đấy là xe Trung Quốc vào Việt Nam trên series Trên Ghế Nóng. Khách mời tới với trường quay ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Tùng Anh. Đầu tiên thì rất cảm ơn anh Tùng Anh đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Tùng Anh, để bàn luận về chủ đề xe Trung Quốc vào Việt Nam thì chúng ta sẽ có rất nhiều khía cạnh để có thể bàn luận được. Tuy nhiên, ở trên sóng truyền thông cũng như mạng xã hội gần đây, người ta đang đặt ra một giả thuyết rằng liệu có chăng chuyện các hãng xe Trung Quốc bắt tay nhau tại Việt Nam để tăng sức cạnh tranh với các hãng xe Nhật, Hàn, Mỹ, thậm chí là VinFast tại Việt Nam nữa. Vậy quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Đến hiện tại thì hầu như tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam rồi. Cả xăng, cả điện, cả hybrid đều có cả. Như cái kịch bản mà anh Việt nói về câu chuyện là họ liên kết lại với nhau để mà đánh bại các đối thủ khác chẳng hạn, thì thực tế ra thì chúng ta cũng biết là người Hoa, người Trung Quốc họ kinh doanh ở trên toàn thế giới thì họ đều rất là đoàn kết. Thì cái câu chuyện là các hãng xe họ có liên kết với nhau hay không thì mình cũng phải hỏi lại một câu là họ sẽ liên kết với nhau về cái gì. Về xe xăng thì xe động cơ đốt trong nói chung thì mình cũng chưa thấy họ có cái sự liên kết gì cả. Thì mà nếu như có liên kết thì cũng hơi khó tưởng tượng ra là họ sẽ liên kết cái gì, bởi vì là họ cũng là những đơn vị kinh doanh riêng lẻ, họ cũng là cạnh tranh với nhau ở trong nước, họ cũng cạnh tranh với nhau trên toàn thế giới, thì không có lý gì để những hãng xe xăng họ lại sang đây họ lại bắt tay với nhau cả. Thì trong kinh doanh thì mình nghĩ là lại còn cùng một mặt hàng thì ai cũng là đối thủ của nhau cả. Nên là cái việc kinh doanh rất là khó, việc để mà bắt tay nhau rất là khó. Còn tất nhiên họ có thể là họ ngồi với nhau như những hãng xe Nhật Bản. Họ bảo là ok, cái khúc A này thì anh bán, còn khúc B tôi bán, khúc C anh kia bán chẳng hạn. Thì cái đấy là có thể xảy ra. Thế nhưng mà đấy là chuyện bình thường, cũng không có gì quá đặc biệt cả. Quay sang một cái thể là một cái phương tiện giao thông mới là xe điện chẳng hạn, thì cũng có rất nhiều người đang nói về câu chuyện là các hãng xe Trung Quốc sẽ liên kết với nhau để làm hạ tầng sạc pin để bán xe điện ở Việt Nam. Cái này thì mình cũng đã tìm hiểu rồi.
Thực ra thì thị trường Việt Nam chỉ là một thị trường mới để các xe Trung Quốc vào thôi. Ví dụ như Thái Lan, Indo, Malaysia, rồi Philippines, rồi tất cả các nơi thì cũng chưa có cái hãng xe nào của Trung Quốc liên hệ với nhau, liên kết với nhau để làm ra một hạ tầng sạc riêng cả. Điển hình như là một cái thị trường mới nổi về xe điện rất là mạnh ở Đông Nam Á là Thái Lan. Thái Lan thì có đầy đủ, gần như là đầy đủ các hãng xe điện của Trung Quốc. Thế nhưng mà hãng mà bán được nhiều nhất là BYD thì lại chính là cái hãng tự làm hạ tầng sạc điện nhiều nhất. Đấy, thì ở đâu cũng vậy thôi, ông nào có hạ tầng mạnh thì ông ấy sẽ bán được nhiều xe. Quay lại cái câu chuyện giả thuyết là họ sẽ liên kết với nhau để làm hạ tầng sạc. Mình cũng nghĩ đến chuyện đó, mình cũng thử phân tích thì thấy là nó cũng không dễ một tí nào cả. Ví dụ như Việt và tôi, hai chúng ta cùng bán xe điện, Việt là BYD còn tôi là ông Hai Ma chẳng hạn. Chẳng nhẽ là tôi đóng 10% còn Việt đóng 90% à? Thì khách hàng của tôi cũng đâu có được cái gì ưu đãi hơn hay là nhiều hơn khi mà tham gia vào cái việc là sử dụng cái hạ tầng đấy đâu, đúng không? Nên là mình nghĩ là rất là khó. Đúng là như anh nói thì chúng ta chưa từng thấy một cái kịch bản nào về cái chuyện các hãng xe Trung Quốc bắt tay nhau tại Đông Nam Á hay là tại châu Âu hay một bất kỳ một thị trường nào khác. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà loại được cái khả năng đấy là có cái kịch bản đấy tại thị trường Việt Nam. Bởi vì tôi cho rằng ý tưởng đấy thực sự là nó cũng không quá tồi. Nhưng những người mà đặt ra câu hỏi đấy đối với tôi trước số quay ngày hôm nay ấy, thì người ta nghĩ tới nhiều hơn cái chuyện đấy là ví dụ bây giờ tôi là chủ xe BYD, trên dọc hành trình mà tôi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tôi có thể cắm sạc tại bất kỳ nơi đâu khi mà có các hãng xe đối thủ mà cũng là Trung Quốc nhé, họ có thể cho tôi sạc nhờ đó. Thì theo anh cái kịch bản như vậy nó có khả thi hay không, và cái chuyện mà các hãng xe điện Trung Quốc bắt tay nhau để tạo nên một cái hạ tầng trạm sạc xuyên suốt cả đất nước như vậy thì nó có tăng được cái sức cạnh tranh tốt hơn với VinFast tại Việt Nam hay không? Thực tế ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là ngoài những hãng xe ra thì Việt Nam có đâu khoảng tầm có lẽ phải đến 10 đơn vị kinh doanh lắp trạm sạc. Đâu đó là họ cũng đang triển khai, họ lắp khá là nhiều. Mình tức là ở cái góc độ là một những cái doanh nghiệp nhỏ thì như thế là nhiều rồi. Cũng có những cái trạm DC công suất lớn, cũng có những cái trạm nhỏ và trải dài cũng tương đối ở dọc theo chiều dài của đất nước. Thế thì cái câu chuyện là ngay cả BYD thì họ cũng sử dụng những cái trạm sạc, những cái hạ tầng của bên thứ ba, họ lắp ở showroom, họ lắp ở những chỗ này chỗ kia, và mình tìm hiểu thì xe nào cũng sạc được cả. Ngay cả như là một đơn vị chuyên doanh xe điện khác đó là Hai Ma thì họ cũng chơi một cái sạc rất là to ở trước cửa showroom của họ, và đến thời điểm hiện tại thì toàn đi xe hãng khác vào thôi chứ họ chưa bán cái xe nào cả. Thì mình nghĩ là một cái nếu như mà có cái mạng lưới như thế thì tốt cho người dùng rất là nhiều. Bởi vì là họ không thể cấm ông xe VinFast vào được, đúng không? Họ cũng không thể cấm ông này ông kia vào được, mà nó sẽ phải là một cái hạ tầng chung trên một cái nền tảng. Đến hiện tại nhé, nếu mà giở điện thoại của mình ra thì sẽ 10 cái app, 10 cái ứng dụng. Mỗi cái ứng dụng lại là một cái nền tảng riêng để mỗi cái việc sạc pin thôi. Thì chúng ta vẫn chưa có một cái nền tảng chung như thế. Và mình nghĩ là để có một cái nền tảng chung như thế thì không dễ. 10 ông liên kết lại với nhau để làm một cái app thì đấy, lại cái câu chuyện là chia tiền như nào nó rất là khó. Và mỗi ông thì lại một cái giá khác nhau. Thì mà ở thị trường Việt Nam hiện tại, mình dự báo là đến cuối năm nay nó sẽ có khoảng tầm 70 đến 80 ngàn xe điện. Và mình nghĩ là khoảng 99% trong đó là xe của VinFast. Mình nghĩ là như vậy. Và cái quyết tâm của VinFast là đến khoảng 100 ngàn hay 80 ngàn gì đấy. Nhưng mình nghĩ thì khoảng tầm 65-70 ngàn thôi. Thì nó cũng là một con số khổng lồ. Nó sẽ tương đương với Thái Lan hiện tại. Mà tất cả những ông làm trạm sạc ấy thì cũng cần phải có xe để sạc, phải có doanh thu, phải có tiền vào tiền ra thì mới tồn tại được. Cuối cùng là với cái số lượng như vậy thì làm ra chỉ để phục vụ mỗi ông VinFast thôi. Vâng, vậy thì trở lại câu hỏi vừa rồi đấy là nếu như các hãng xe Trung Quốc không bắt tay nhau tại Việt Nam thì họ đi được nào bây giờ để có thể tăng được doanh số cũng như là chinh phục được lòng tin của khách hàng tại Việt Nam theo anh? Chúng ta sẽ phân tích một chút là về hiện tại đang có những hãng nào. Chery thì họ chỉ bán xe xăng và xe hybrid, chưa có kế hoạch bán xe điện. Hai Ma bán xe điện nhưng mà không thấy gì cả. Havan họ bán xe hybrid và xe xăng, cũng không có xe điện. Link & Co cũng chỉ bán xe xăng, không bán xe điện. Thì bây giờ thuần điện thì chỉ có mỗi BYD thôi. Thực ra nếu mà nói là trong tương lai gần ấy, cũng chưa thấy một cái hãng xe nào gọi là thuần điện, chỉ điện không ở Trung Quốc sẽ vào Việt Nam cả. Chúng ta sẽ có Ion của nhánh GAC Moto. À đúng rồi, còn Ion của GAC Moto. Nhưng mà tôi đánh giá rằng Ion nó cũng sẽ không có tác động nó quá mạnh giống như kiểu BYD. Tôi nghĩ là GAC chỉ bán xe xăng thôi. Và họ sẽ có, tất nhiên, kể cả Chery hay là kể cả Linko, tôi nghe là thông tin sắp tới cũng sẽ điện của Zic hay gì đó.
nhưng mà cũng chỉ là để cho dày thêm cái dải sản phẩm thôi, chứ còn không phải là chủ lực. Chủ lực chính về quan doanh số, đúng không ạ? Thế nên là cái kịch bản mà họ liên kết với nhau để làm hạ tầng thì cũng chỉ là trong mơ thôi, chứ còn mình nghĩ là khó. Vâng. Vậy thì bây giờ vẫn câu hỏi vừa rồi đấy là nếu như không bắt tay nhau thì họ nên đi đường nào để có thể có được mức doanh số ổn và có thể chinh phục được cái lòng tin của người dân Việt Nam theo anh? Vừa rồi mình có ở Hồng Kông chẳng hạn, thì cái mức giá xe ô tô ở đó thì mình có so sánh là BYD và Tesla thì nó cũng tương đương nhau. BYD rẻ hơn một chút. Cái phí đăng ký thì nó như nhau cả. Ở Hồng Kông thì đăng ký đắt lắm. Cái đấy thì nó như Singapore thì cái đấy mình cũng bỏ qua cái yếu tố đó. Thì mình thấy rằng là gì? Là người dân ở Hồng Kông người ta đi cái xe nhiều nhất là xe Tesla. Bởi vì sao? Bởi vì Tesla có rất nhiều những cái trạm sạc siêu nhanh ở đó. BYD không có. Thế thì cuối cùng là cái câu chuyện là tính ra ở những cái nước khác cũng vậy thôi. Nước nào mà hãng xe nào có hạ tầng sạc tốt nhất thì sẽ bán được nhiều xe nhất. Mình khẳng định luôn BYD nếu như mà không có một hạ tầng sạc, tất nhiên nói như VinFast thì nó là một câu chuyện rất là khó, nhưng mà nó cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của người dùng, đó là gì? Chúng ta chạy đến quốc lộ chẳng hạn, hoặc là chúng ta chạy dọc theo đất nước là đi được từ Hà Nội vào Sài Gòn chẳng hạn, thì lúc đó thì họ sẽ phát triển được. Mình thì cái suy nghĩ của mình là gì? Là nếu như trông chờ vào những bên thứ ba làm hạ tầng sạc xong rồi xe của BYD dùng ấy, thì cái đó cũng không được thật sự, bởi vì là mình khẳng định luôn là cái những bên thứ ba đấy sẽ kín xe VinFast. Nếu như mình mà là VinFast hay là mình là GSM, thậm chí là mình còn trả thêm tiền cho xe taxi xanh ra để sạc ở những chỗ bên thứ ba đấy, để có thể giải phóng bớt được những cái trạm sạc của VinFast hiện tại. Đúng rồi. Và đồng thời là để cho khách hàng của đối thủ thấy là chán nữa. Vâng. Mình xấu tính như mình thế thôi, chứ còn tất nhiên là hãng thì người ta không thế. Vâng, cảm ơn anh Tùng Anh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ hết sức ngắn gọn từ nhà báo Lê Tùng Anh vừa rồi, chúng ta sẽ phần nào tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi có hay chăng các hãng xe Trung Quốc sẽ bắt tay nhau tại Việt Nam. Và ít phút tới đây, đừng quên quét mã để có thể trải nghiệm mini game và giành được những phần quà hấp dẫn dành cho chính mình các bạn nhé. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, mua thêm lượt chơi giá 500 điểm bằng một lượt, không giới hạn. Cách 3, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.